Xin chào tất cả các bạn nhé. Trong quá trình sử dụng điện thoại iPhone là có rất nhiều cái tính năng hay ở trên iPhone. Có thể nhiều khi các bạn chưa từng dùng tới và hôm nay mình sẽ giới thiệu thêm cho các bạn một cái tính năng ở trên iPhone. Đó là cái tính năng nhận biết âm thanh. Tính năng này mình thấy là khá là hay và hữu ích ở trong quá trình các bạn sử dụng. Các bạn cùng theo dõi nhé. Và để cài đặt cũng như là sử dụng tính năng này thì các bạn thực hiện cho mình các bước rất là đơn giản như sau. Các bạn vào cho mình một cài đặt của máy này. Sau đó thì các bạn sẽ kéo xuống và chọn cho mình cái phần trợ năng. Đó, phần trợ năng. Và các bạn tiếp tục kéo xuống cái phần nghe nhé. Có cái phần nhận biết âm thanh. Đó, các bạn sẽ chọn vào. Thì ở đây nhận biết âm thanh, nếu bạn nào chưa từng sử dụng tính năng này thì nó đã hiển thị là tắt như thế này nhé. Các bạn hãy bật lên cho mình. Rồi, tiếp tục khi bạn bật lên thì ở phía dưới này có cái mục âm thanh là không có nhé. Đấy, các bạn chọn vào. Và khi mà có các bạn muốn cái máy của các bạn nhận biết những cái âm thanh khi ở bên môi trường bên ngoài thì các bạn sẽ thực hiện. Ở đây có rất nhiều những cái kiểu âm thanh, ví dụ như là mảng báo động, động vật này, mảng gia đình đấy, và người đấy. Thì bây giờ nhé, mình ví dụ như mình sẽ chọn đây này, có rất nhiều nhé. Đây này, bất kỳ các bạn chọn cái âm thanh nào thì các bạn bật lên, và khi mà có cái tiếng ở ngoài môi trường tác động thì cái mic của các bạn ấy nó sẽ thu vào và nó sẽ có một cái thông báo ở trên máy của các bạn. Ví dụ như mình sẽ chọn cái phần ho này. Đấy, mình sẽ bật lên. Và khi nào mà có cái phần âm thanh ho ấy ở bên ngoài ấy, thì cái phần âm thanh tức là phần thông báo nó sẽ thông báo lên cho các bạn để các bạn biết rằng có cái âm thanh ho nhé. Đó, bây giờ mình sẽ thử cho các bạn nhé. Đó, các bạn nhìn chưa? Ho này, đã nhận biết một âm thanh có thể là ho. Đó, các bạn thấy không? Tính năng này cực kỳ hay. Và tương tự những cái âm thanh khác, những cái nhận biết âm thanh khác thì các bạn cũng có thể kêu, ví dụ như là còi báo này, tiếng còi ô tô này, chuông cửa này, hoặc là tiếng gõ cửa, hoặc là tiếng nước chảy. Đó, các bạn có thể sử dụng để các bạn tùy theo cái nhu cầu hoặc là công việc của các bạn nhé. Các bạn thử dùng và làm theo những cái hướng dẫn mình hướng dẫn cho các bạn cái tính năng nhận biết âm thanh ở trên iPhone, và hy vọng nó sẽ giúp ích cho các bạn trong cuộc sống hàng ngày. Và các bạn thấy hay nhớ like video và chia sẻ video, và đừng quên đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ các video mình ra hàng ngày nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video gần nhất của mình.